Thưa quý vị, quận Sơn Trà là một trong các địa phương có nhiều người nước ngoài cư trú. Do ảnh hưởng của COVID-19 nên họ bị mắc kẹt tại thành phố, không thể về quê. Vì thế mà trong suốt thời gian này, lực lượng chức năng không chỉ kiểm tra, giám sát việc thực hiện ai ở đâu thì ở đó đối với người dân thành phố, mà còn cả những người nước ngoài. Ghi nhận tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Hiện phường Phước Mỹ có khoảng 160 người nước ngoài sinh sống rải đều trong các khu dân cư trên địa bàn. Ban chỉ huy công an phường đã chỉ đạo cảnh sát khu vực tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra phòng chống dịch của người nước ngoài. Mỗi ngày, lực lượng công an phường và lực lượng dân quân tự vệ phường đều tuần tra trên khắp các tuyến đường, đồng thời đến từng cơ sở người nước ngoài đang cư trú để kiểm tra việc chấp hành giãn cách. Cũng qua cái công tác và kiểm tra bám sát địa bàn thì cảnh sát khu vực đó thì cũng đã nhận thấy là đa số người nước ngoài chấp hành tốt cái chủ trương của thành phố. Họ ủng hộ cũng như là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Ngoài công tác tuần tra thì công an phường cũng áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền là phối hợp với ban điều hành phòng chống dịch của khu dân cư, phát loa, phát tờ rơi có tiếng nước ngoài, đồng thời phối hợp với chủ các cơ sở có những người nước ngoài đang cư trú thông qua nhóm Zalo để nhắn tin các quy định cũng như chủ trương của thành phố về phòng chống dịch để chủ các cơ sở trao đổi và truyền đạt lại cho người nước ngoài. Qua đó, những người nước ngoài đã nắm thông tin đầy đủ và có những phản hồi kịp thời. Tình hình dịch bệnh bây giờ thì các anh công an không có đến trao đổi trực tiếp được thì mấy anh làm qua Zalo thì mọi người vẫn cập nhật tin tức thường xuyên cho các căn hộ bọn em. Thì em vẫn nhắc nhở lại với khách là không được ra ngoài và hỗ trợ các việc trong cái việc mà mua nhu cầu lương thực thực phẩm. Bên cạnh đó, qua kiểm tra thì lực lượng công an phường nắm được tình hình khó khăn của một số người nước ngoài trong nhu cầu ăn uống nên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường hỗ trợ kịp thời cho họ để họ an tâm ở nhà chống dịch.